cơm chiên bò. Đây là salad xí mại và bơ đúng không? Đây là giá chanh ớt. Đây là một bình trà nóng rất nóng bỏng tay á. Đây là cơm chiên tôm. Đây là mò nè. Mò nằm với bánh mì. Đây là phở khô. Cái trứng mì rất là đẹp luôn, bánh mì Việt Nam nha. Ở khô là có một cái tôm nước nữa. Cái này là của cái này nha. Đây đồ này. Dĩa cơm. Khẩu đó gì? Cơm thì có canh của cơm. À, cái này là phở khô thì có canh của phở khô. Đây, canh của phở khô. Đây là rau củ phở, có rau húng quế đàng hoàng giá đẹp. Lấy nha. Salad của bò né này. Đó, tao bây giờ mình ăn thôi. Tới giờ ăn rồi mọi người ơi. Mình phải ăn thôi. Ăn thôi. Bên ăn nè. Sơ kỳ ăn nè. Sơ kỳ. Bên.